Dạ, em xin chào tất cả các ngân thủ đã quay trở lại với video mới của em nha. Thì ngày hôm nay em gửi đến các anh một lô cần câu đắp khúc nè, cần câu lu nè, rồi cần một khúc, cần đặt, cần ba khúc, câu lục và cần câu lu Yamaga ha. Hôm nay em có một cây khoen đẹp và kèm theo đó là một cây đầu tiên là ISO nha. Một cây ISO dài và thu gọn ngắn, đặt hiếm nha. Cái mẫu này thì nó hiếm có. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình giúp em. Số của em là 0356776692. Giá bên em báo chưa bao gồm phí ship các anh nhé. Các anh nhận hàng được kiểm tra rồi thanh toán. Thì đầu tiên gửi đến các anh một cây ISO có chiều dài là 5m4 ạ. Đây, cây này là hàng carbon nha. Đến từ bãi Nhật luôn. Các anh xem cái lóng của nó nè. Nó ngắn. Thu gọn của cây này nó ngắn. Nhiều lóng. Và ra cần là rất thẳng nha. Đây. Cái mẫu này là nó mắc chữ rồi các anh. Nó mắc chữ ở đây. Nó của thương hiệu Pro Marine đó. Có tem ha. Đấy. Hàng còn nguyên nha. Cần thì nó xấu, nó cũ theo thời gian thôi. Đi theo thời gian. Thì bát là bát Fuji FS6 này. Còn dàn khoen nó còn nguyên luôn các anh. Em mời các anh xem nha. Nè. Đó, khoen sứ còn nguyên hết. Những cái phần chân của nó thì nó bám cái gì đó dính vào thì nó gây màu đen thôi, chứ không phải là cái khoen này dị xét ha. Bám vào thôi. Rồi, bên trên nó có hai khoen chạy. Hai khoen chạy ha. Cần đa thẳng lắm các, bao thẳng luôn. Nhiều lóng. Nước sơn bên trong còn bóng này. Và đặc biệt nha, em gửi đến các anh đây. Các anh xem cái đầu lóng cái thứ này, đầu lóng này nè, có khoen nha, còn ở đây là nó không có. Nó nguyên bản của nó làm cho như vậy. Rồi ở đây có. Ở dưới đây không có. Nãy mỗi lóng nó cách nhau mỗi mỗi cái nha. Em mời các anh xem. Đó. Đó. Về các anh đừng có thắc mắc là bảo sao không có khoen giúp em nha. Cái cần người ta thiết kế ra là như vậy. Nè. Từ cái bát tới cái khoen nè. Ngắn thôi. Tầm 40cm thôi ha. Đó. Một lóng nè. Hai lóng nè. Ba nè. Từ từ để em xem độ cứng của nó bao nhiêu ha. Cái này độ cứng 3 các anh. Nếu mà so với cần tay thì nó cứng tầm khoảng 4H nha. Ngon đấy. Chiều dài 5m4, thu gọn lóng là 54,5cm ạ. 55cm nha. Nói như vậy cho nó gọn. Đường kính gọn là 1.6 ly, trọng lượng 251g. Mã số 1, giá em này sẽ là 450 nha. Số 1 450.000. Đây là mẫu cần hiếm có. Em sang số 2. Số 2 em gửi đến các một cây cần dây trong luôn, hai khúc này. Cây dây trong hai khúc này giá thanh lý cho mình. Phôi carbon còn nguyên vẹn, sứ là sứ xích luôn nha. Này, sứ xích nè, để ba sứ xích. Ngoại hình thì nó cũng có sơ xước ở đây. Đây nè, nó xước nha, nó xước do nó xước cái sơn các anh. Không phải dập gậy đâu nha. Cần thì đến từ thương hiệu Alpha Tecker, sản xuất là tại Korea. Chiều dài 2m4, độ cứng cần là 50. Bát của cần là bát vặn Fuji DBS nè. Sứ xích nè ha. Đấy. Ngoại hình cũng khá rồi. Nói chung là phôi thì ngon lành, không lỗi lầm. Tất cả sứ đầy đủ nha. Sứ đầy đủ. Đóng semi chống nổ hết luôn. Cái cần này về có thể lên khoen đánh cá lóc được. Hoặc là mình dùng dây trong để chơi đơn ngâm lăn xê nha. Đó, có thể câu. Nó gọn gàng, tiện lợi. Anh nào thích dây trong thì dùng ha. Rồi đây là chất liệu carbon nha. Ngọn là 3.2 ly. Trọng lượng 238g. Mã số 2 giá là 350.000. Mã số 2 350 nha. 350. Rồi em sang mã 3, gửi đến các anh một cây Super Gip nè. Cây cần này là của hãng Alpha Tecker nè ha. Chiều dài cần 2m1 các anh. Có hai khúc Alpha Tecker. Phôi của cần là phôi carbon sóng văng ạ. Cây cần này là đặt tháp lông phụng nha. Đây, ngọn đặt. Dưới là rộng. Dưới là rộng carbon. Tay cầm là cán mút ở đây nè. Và có cái khoen để cán buộc bảo hiểm. 2m1 cứng tầm là... Cái này cứng trên 50 nha. Về câu đơn ngâm lăn xê nè, có thể đi câu bè, câu xuồng được nè. Đầu bu của nó là đầu bu Fuji loại xứ xích, môi trề chống sắn dây. Nè, đó, môi trề nè, to chưa? Những cái khoen bình thường không có đâu, những cái khoen gọi là môi trề thì nó có. Còn dàn khoen bên dưới của cần sẽ là Fuji loại xứ nâu nha. Đó, ngoại hình cần thì em quay rõ chi tiết cho các anh xem. Về các anh spa lại cho nó sáng sủa lại giúp em ha. Rồi. Ngọn cần 2.6 ly, trọng lượng 249g. Mã số 3. Giá cái này là 630. Mã 3, 630k. Em sang mã 4 nha.
Mã 4 là một cây cần có chiều dài 2m4. Cái cần này 2m4 các. Ở cái phần này nè, nó về là nó cuốn chỉ như vậy nè các. Nó cuốn chỉ chích keo như vậy luôn. Cái này mà keo tháo ra cũng khó. Đấy, nó nguyên vẹn như vậy. Em mời các anh xem, nó sẽ có sứ nè. Còn rất là đẹp nha. Đó, sứ còn rất đẹp. Và nước sơn của cần nó bóng kinh khủng luôn ở đây. Ở đây người dùng họ làm như vậy nè các. Cuốn chỉ ha. Đấy. Phôi nguyên vẹn hết. Sứ là sứ Fuji nha. Sứ xám các. Các anh xem cái khoen của nó đẹp. Nó rất là sáng luôn á, nó sáng trắng luôn á các. Còn đầu bu là đầu bu sứ xích nè. Đây, sứ xích nè. Cái này thì dài là 2m4, còn độ cứng của nó rơi khoảng chừng là trên 50 và ngọn nhỏ nha các anh nha. Cái này ngọn của nó là 1.3 ly đó. Bên trên ngọn của nó là ngọn sợi thủy tinh đặc, cho nên nó làm ngọn nhỏ, khó gãy lắm nha. Trọng lượng là 214 g, mã cần số 4, giá bán 550, số 4 550.000. Về câu đơn, câu ngâm và đánh xuồng, đánh bè được, câu bè ngon lành, câu cá lớn thoải mái. Đánh cá lớn thoải mái nha. Rồi em sang mã 5, gửi đến cái một cây cần câu bạo lực nè. Cái này câu bạo lực. Có thể mang đi câu biển, đánh cá lớn và câu cá tra được. Cái cần này dài 2m4, độ cứng là 120. Đấy, cứng 120. Phôi carbon nước sơn còn đẹp. À, ngoại trừ cái khoen. Khoen của nó về á, nó đi câu muối về á, đi câu biển về thì nó lười vệ sinh cho nên cái khoen nó hơi xấu. Ở đây thì nó dán băng keo. Em mới xé ra một phần rồi, còn cái này nó hơi cứng à, em chưa xé kịp nha. Khoen bắt cây này là Fuji nè, à, cái khoen của nó khoen Fuji chân quỳ ha. Đó, nó bám đồ, nó lười vệ sinh thì nó dính như vậy ha. Các anh xem cái phần chỉ của khoen á, nó ngon lành hết á. Và nước sơn của cần nó còn rất là đẹp nha. Và đầu bu của nó nè. Đầu bu của này nó độ cho mình một cái đầu bu đồng dọc xoay 360 độ. Nó buộc như vậy, nó buộc xuống dưới đây để cho nó chắc cái đầu luôn, khỏi sợ sút luôn. Và cái đầu của nó hiện tại nó đang méo, lý do là sao? Nè, nó méo đây nè. Lý do là cái đầu này hình như là đầu xoay 360 độ á, nó dính muối đồ á, nó bây giờ nó không xoay được. Đấy, về chịu khó vệ sinh giúp em nè, đó. Sứ là sứ xích nè, thấy các anh thấy cái đầu này chưa? Đó, sứ xích nè, thấy không? Ở đây có cái lăng nè. Cái lăng chạy dây nè, ở đây sứ nè ha, nó làm độc lắm. Đó, nó là như vậy. Em thì em để giá theo tình trạng thôi các anh, chứ hàng ngon lành chứ em không có giá dưới 1 triệu đâu. Rồi, cái này thì em bán giá là 680 nha. 2m4 cứng 120. Đường kính ngọn là 4 ly, trọng lượng là 367 g. Hàng nguyên vẹn không lỗi lầm. Cái này mã số là 5, giá 680. Số 5-608. Rồi sang số 6, gửi đến cái một cây, cái này hàng sản xuất là tại China nha, nhưng mà cái này ngon. Này câu tra đồ bạo lực đồ, đánh biển được, ngon lành luôn. Câu sông hồ đánh bạo lực nè ha. Cần này dài 2m4 cứng 100, hàng China xuất nhập. Nè kêu chỉ còn tốt luôn. Tay cầm cán mút, bát vặn Fuji. Có dây buộc bảo hiểm luôn nè. Cần carbon nha, ở đây nó mắc nước sơn cơ. Mắc nước sơn. Dàn khoen chân quỳ nè, các anh xem. Khoen Fuji đó. Chân quỳ còn đẹp luôn nè ha. Không bám muối nè. Đây, ngon lành luôn. Các anh xem cái đầu nè. Đấy, kinh khủng chưa. Ngọn to, độ cứng cấp cao, hàng chất lượng luôn đó. Ha, hàng bãi Nhật đó. Nó qua kiểm duyệt của Nhật hết. Cái này ngọn là 4.8 ly, trọng lượng 351 g. Giá là 680. Mã cần số 6, 680.000. Em sang số 7, gửi đến cái một cây có chất liệu cần là carbon pha phíp ha. Cái cần này là một cây có chiều dài 1m8. 1m8. Này, một này, số 1 này có tức có nghĩa là nó một ngọn ha. Bát vặn. Khoen là khoen Fuji. Tay cuốn chỉ đế gỗ nè. Cái này về câu bè ha. Ngọn cần là ngọn đặt tháp Long Phụng tại đây. Cái này về câu đồ, câu bè, câu ao đầm ở nhà cũng được nhé. Tất cả dàn khoen còn đẹp luôn.
khoen Fuji loại xứ xám hết. Ngọn đặt tháp Long Phụng, sợi thủy tinh bên trên. Rồi ok nha, cây cần này độ cứng khoảng 20 đến 30. Ngọn cần 2.2 ly trọng lượng 176g. Cây này giá bán là 250k. Mã số 7 250. Xe mã 8, mã 8 thì gửi đến cái một cây hàng Ryobi nha. Đây Ryobi nè. Cái này hàng sản xuất là tại Korea, full carbon chất lượng luôn, có dây buộc bảo hiểm cho mình nè. Đó. Full carbon ha. Khoen bát Fuji hot ca. Khoen Fuji lòng xứ xám, còn bát vặn Fuji DBS. Ở đây nó cuốn chỉ dài là nó đặt. Bên trên là ngọn đặt, nó cuốn chỉ dài nó bảo vệ ở đây ha. Cái đặt này nó luồn xuống tận đây lận, luồn xuống dài lắm nha. Rồi, càng này chiều dài 2m4, độ cứng càng là 30 ca. Về câu nếu mà câu đơn ngâm lăng xê thì câu cảm giác, đi câu bè câu biển thì ngon. Đó, đắp khúc có tem vàng nè, tem còn đẹp nha. Đấy, hàng không lỗi. Cây này ngọn cần là 2.2 ly, trọng lượng 253g. Mã số 8 giá là 680k. Số 8, 680. Rồi sang số 9, gửi đến cái một cây màu đỏ, chất liệu carbon luôn. Carbon nha. Cây cần này là hàng sản xuất là tại Korea xuất Nhật. Chiều dài 2m1, cứng 30. Có tem vàng nè. Này, anh nào muốn cần ngắn lấy cây này. Khoen bát Fuji hết. Độ mới còn đẹp luôn nha. Nước sơn còn đẹp nè. Rồi, cái này 2m1 cứng 30 ạ. Ngọn 2.3 ly, trọng lượng là 173g. Nhẹ nha. Em bán giá là 520. Đó, cần con máy nha. Mã số 9 520.000. Rồi, sang mã 10. Mã 10 gửi đến cái một cây câu bạo lực nè. Đấy. 2m1 cứng 120 các anh. Hàng Ryobi. Hàng này sản xuất là tại Malaysia các anh. Malaysia. Full carbon ha. Bát là bát vặn Fuji chữ vàng. Còn khoen là khoen Fuji xứ biển nè các anh. Cái màu khoen của nó bay màu và nó sơn nháp vô. Bay màu sơn nháp hay gì đó. Đó. Keo chỉ vặn tốt nha. Và xứ thì nguyên vẹn các anh cứ về cái luồng dây và đánh thôi. Bởi vì hàng bãi Nhật á, mình không quan trọng ngoại hình thì mình mới mua được. Đấy, đầu nguyên vẹn nha và hàng không lỗi. Đó, em chỉ đảm bảo cho các anh là cái độ bền của cây cần. Đó, nó theo năm tháng thì nó cũng không có lỗi lầm. Cái này ngọn 3.7 ly trọng lượng 388g, giá bán sẽ là 560k các anh. Bán 560 thôi. Cây cần này cho em mã số 10 nha, 560. Rồi, mã 11 này lên sâu đi, em sang cần câu lua nha. Mã 11 cho cái cần câu lua Alpha Tekker các anh. Cần này là lua, cần câu lua bãi Nhật về, chất liệu carbon hết và không lỗi nha. Rồi, cái này của hãng Alpha Tekker các anh, hàng Korea xuất Nhật, chiều dài 1m8, có lực tại mồi là 1/16 đến 3/8 OZ, chịu tải cái cần này là 4 đến 12 lb nha. Một cái cần câu lua dùng cho máy đứng, có dàn khoen Fuji, về cái lưu lóc chệm thoải mái các anh. Đó, lưu lóc chệm thoải mái, khoen nguyên vẹn nha. Khoen không có khoen nào lỗi hết á. Đó, còn rất là nguyên luôn. Còn keo zin luôn của nó luôn nè. Ngoại hình của nó thì spa lại. Cái này cạo ra là được. Đó. Này cứng khoảng bao nhiêu nha? ML nha. M8 cứng ML các anh. M8 cứng ML. Rồi. Đường kính ngọn 1.9 ly. Trọng lượng 110g. Giá bán là 390k. Mã 11 390. Rồi sang 12, 12 em gửi đến cái một cây cần dài 1m8 đô. Hipper Spin, cái này thì sở hữu cho mình một cái khoen hạng ha. Khoen hạng. Chiều dài cần là 1m95, tại mồi là 8 đến 25g mồi luôn. Cái này độ cứng chắc tầm M rồi. Các. Lực tải của nó là 5 đến 14 lb nha. Dùng cho máy đứng luôn ạ. Cần câu lua, lua lóc, full carbon. Khoen hạng. Này, cái đầu còn đẹp nè. Đó. Đã qua sử dụng nha. Cần cũ nó qua sử dụng rồi. Cái này ngọn là 1.7, trọng lượng 109g. Cứng M, cứng M. Giá bán là 369.000 ạ. Mã 12, 369.
càng carbon nhé. Rồi sang 13, em gửi đến kênh một cây đẹp. Cây này đẹp lắm kênh. Cây này lưu lóc, lưu mương, lưu suối, lưu đầm nè. Cây này là một cây của thương hiệu Bentley. Bentley Made by Bentley Made in Taiwan DOC. Đẹp lắm kênh. Này mua về sưu tầm được. Chiều dài cần là 1m68. Tầm 1m68, 1m65, 1m68 đó kênh. Tầm đó. Cái này nhá, nó tại mồi là 7 gram độ lại, tức có nghĩa là nó cứng tầm là UL hoặc là L các anh nhá. UL hoặc L. Tem vàng này rất là đẹp nha các anh. Cái độ mới của cây này cao lắm này, sáng này, cuốn chị đẹp, vàng óng ánh này. Bát vặn nè các anh, xem cái bát này đẹp chưa này, nó vặn ở đây nè. Đó, bát vặn siêu đẹp, siêu đẹp luôn. Rồi, tay cầm cán mút nha. Dàn khen Fuji ạ. Khen Fuji hết. Rồi, cái này thì ngọn là 1.8 ly, trọng lượng là 91 gram. Cái này em bán giá là 600 nha các nha. Cho em mã số 13, 600k. Rồi, sang 14 gửi đến cái một cây cần cứng L, chuyên đi câu mương, đầm, câu suối nè. Lưu suối ngon nè ha. Này, tay cầm chuyên suối luôn á. Rồi, cái này thì cần có chiều dài 1m8, độ cứng L, tại mồi là 4-8g mồi các anh, 4-8 ha. Ngoại hình thì cũng có mấy vài điểm nó xước nhẹ, mắc nước sơn ở đây nè. Bát là bát đậy ha, tay gỗ bằng. Đây mắc tí xíu. Còn đây có khoen, ở đây Fuji nè. Đó, khoen Fuji ha, này đầu Fuji luôn. Ở đây thì nó bám keo thôi, bám keo do dây chung nó cột á, lâu ngày nó dính các. Tính ra hàng không lỗi ha. Rồi, cái này thì có đường kính ngọn là 1.8 ly, trọng lượng 67 g. Em để giá theo cái ngoại hình thôi các anh ạ. Nó không được đẹp thì em cũng để giá thấp cho các anh luôn á. 350 cho cái cây này. Cây này full carbon nha. Khoen Fuji hết và đảm bảo là không lỗi lầm. Cho em mã 14. 350k. Sang 15 gửi đến các anh một cây máy ngang. Cây máy ngang này các anh chuyên đi câu gì? Đi câu bè, Ikeda, câu lưu mực, lưu suối được. Đấy. Đây, cây này của thương hiệu Suzumi, chiều dài 1m8, cứng ML. Một cây carbon nha. Hai power carbon nè. Ngọn cần là ngọn đặc luôn ha. Đấy, nó thấp á. Bên dưới là carbon, còn bên trên là ngọn đặc sợi thủy tinh. Nước sơn của cần là màu ghi ha. Đây, đầu nó nè, nhỏ gọn và cái alo cực kỳ nhỏ luôn, rất là nhỏ. Có sứ đầy đủ ha. Cái này dùng cho máy ngang các anh. Này, góc nhỏ bên dưới này, tay cầm mút nè. Đấy, nó là như vậy. Cái này nó ghi là 1m8 ML nè các anh. Hai này sản xuất là tại China ha, thương hiệu Nhật là Suzumi. Này, ngọn của nó cảm giác ghê luôn. Nè, ngọn cảm giác thôi các anh ha. Và đa cần là thẳng cứng luôn á, bởi vì cái ngọn của nó ngọn đặc. Rồi, ngọn là 1 ly, trọng lượng 126 g, mã 15. Giá bán em này sẽ là 450 nha, mã 15 450k. Rồi sang 16 gửi đến canh một cây cần lưu tốt ạ. Cái này là một cây đời VIP à. Cái này nó làm chắc được. Đây là một cây Daiko, có đi kèm túi vải Daiko luôn nha các anh nha. Túi zin của nó đây. Và cái này thì nó lỗi ở chỗ này, cái tay cò của nó. Này, nó mắc một cái phần tay cò đây, nhưng mà dùng cho máy ngang được nha. Cái này vẫn dùng máy ngang thoải mái luôn đó các anh. Vẫn dùng máy ngang thoải mái. Rồi, cái này là thương hiệu Daiko, cần đến từ Nhật. Chiều dài cần đây, 1m8 cứng L. Tại mồi là 1/8 đến 1/2 OZ. Cái này tải lên đến là 14 gram độ lại ha. Hàng Japan nè, nội địa Nhật nè. Lực tải lên đến 7kg nè. Cái này khi mà ra cần á, cứng L, các anh thường các anh câu những cái cần khi cứng L á, các anh lắc cái cần là nó rung ghê lắm. Nhưng mà cái này cái action L thì cái action của cây này, các anh xem cái ngọn của nó này, trở về vị trí cũ rất là nhanh, bởi vì cái độ cứng nảy của nó nè, nó cứng cáp chưa. Đấy, còn action của nó vẫn là L nha. Rồi,
tay cầm gỗ bằng khen Fuji nè, hàng đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Này rất là đẹp. Bên dưa trên này nó có sơ xước có sơ xước nhẹ tí. Tất cả ok hết nha. Cái này thì em để giá canh là giá sale là 750 thôi. Cho em mã 16 nha, 750.000. Rồi sang 17 gửi đến canh một cây cần dài. Cái này thì về câu tráp hành nâu gì được nè. Đi câu đơn nè. Và mình câu Ikeda cũng được nè. Câu dít cũng được nè. Cái cần này dài 2m4 cứng 50 của hãng Pedro Marini ạ. Hàng bãi Nhật về luôn. Góc nhỏ lắm cơ. Này góc với lóng nhỏ ha. Được cái tay cầm là nó vừa cầm. Có đóng semi chống nổ đầy đủ nè. Có khoen là khoen hạng. Khoen của nó thì các anh về chịu khó vệ sinh lại tí. Sứ thì không cần vệ sinh đâu. Câu cụ theo thời gian mà. Ở đây thì nó mắc một cái khoen, em sẽ thay khoen khác vào cho mình nha. Đầu nguyên vẹn hết. 2m4 cứng 50 cho thể loại câu giống như lúc nãy em nói. Rồi, cái này ngọn 2 ly, trọng lượng là 200g các anh. Chiều dài 2m4, độ cứng 50. Giá bán 550. Mã cần 17, 550.000. Em sang 18. 18 là một cây dài 1m65 nha. Cái cần này là một cây 2 quay tì carbon rod luôn. 1m65. Cần carbon và có khuyên bát hạng ha các anh. Độ mới cao lắm các. Cũng câu bè nè. Câu mực nè. Đó, các kiểu. Độ mới cực kỳ cao rồi. Cái này độ mới 90% quá. Nó sáng quá. Đang tìm chỗ nào có xước á các anh. Này bận thôi, không sao. Đẹp nha. 1m65 nha. Ngọn đặt tháp lông phụng các anh xem nè, ở đây nè. Nó đặt ở bên trên ha, sẵn là sẵn carbon bên dưới. Rồi. Căn này em bán giá là 450 các anh. Em quên đâu thông số rồi nhưng mà thông số của nó vẫn là nhẹ ha. Nhẹ lắm các anh. Trọng lượng của căn là 141g nhé, 141g. Mã 18 giá bán 450.000 ạ. 18 450. Rồi sang 19 gửi đến canh một cây hạng Alpha Tiger nha. Cái cần này là dài 1m95, độ cứng 25 các. Cứng 25. Một cây dùng cho máy đứng cần Heichi các. Đây là hàng nội địa Nhật Bản luôn. Bát đồng nè các. Bát Fuji Japan này. Còn dàn khuyên cần là Fuji ha. Này, phần này đẹp. Cụ thể thời gian thôi, còn đầu bu của nó là đầu bu, nó thay cái đầu bu à. Nó thay cho mình một cái đầu bu Fuji loại xứ xích môi trề chống xoắn dây luôn đó. Nè, môi trề chống xoắn nè. Cái cần ngọn 2 ly trọng lượng 125g. Giá bán là 500k, cần carbon. Tầm cho nó 1m9 đi, độ cứng 25 nha. 4, 7, rồi cho em mã 18, 500.000. Sang 19 và 20 thì em có 2 cây. Đấy, trước em có bán cây này nè. Canh mua liền luôn rồi. Hôm nay em về được 2 cây nữa. Cái cần này là một cây một khúc nha. Một khúc ngọn đặc. Ở đây em sẽ lâu lại sau cho các anh. Em chưa có thời gian, cái này không bị gì đâu. Cây này nó nguyên vẹn từ gốc tới ngọn luôn nha. Đầu màu xanh nè. Đẹp nè. Dàn khuyên Fuji nè ha. Ngọn đặc sợi thủy tinh nè. Rất là nhiều anh hỏi luôn. Cái mẫu này rất là nhiều anh thích nha. Anh nào có nhu cầu thì cứ lấy. Bát vặn Fuji DBS. Nè, độ cứng cao lắm ca. Độ cứng cái này phải gọi là độ cứng khoảng 80 đến 120 đi ha. 80 đến 120 đi. Nguyên cái ngọn của nó là ngọn sợi thủy tinh đặc luôn. Chiều dài là 1m2 và độ cứng nó ghi 80. Ghi 80 đây. Ghi 80 nha. Hãng Pedro Marini. Này còn đẹp nha. Đó. Cái này em lâu lại sau, em lâu lại anh nào thích em lâu lại cái là một là đẹp luôn. Cái này ngọn cần là 2.3 ly, trọng lượng 240g. Giá bán là 350 các anh, 350. Cho mã số 19 nha. Đúng không nhỉ? Mã 20 các anh, cho mã 20 giá 350.000. Rồi, sang 21 nha. 21 thì cũng vậy các anh, nhưng mà cái này độ cứng thấp hơn. Cái này dài 1m2, độ cứng 50. Và nó có bị hụt ngọn bên trên nè các. Có hụt ngọn một tí ha. Để em so sánh nó cho. Tầm khoảng hơn 5 cm các.
tầm khoảng 7-8 sen gì đó. Không phải 7-8 sen, tầm khoảng hơn 5 sen là tầm khoảng 6-7 sen. Cái này thì bát vặn Fuji nhá. Ở đây thì em lâu lại cho, cái này cũng cũ một tí xíu. Đầu của nó thấy cái đầu Fuji luôn cho mình rồi. Cái này cứng 50. Cứng cáp hơn luôn á các anh. Cứng cáp hơn luôn đó nha. Bao thẳng luôn. Rồi giá bán nè. 289 nè. Cho mã số 21, 289.000 cho cây này. Nó hụt nha. Sang 22 gửi đến cái một cây ba khúc ạ. À. Cây ba khúc nội địa Nhật Bản nha. Cái này đẹp luôn. Bát Fuji nè. Khoe Fuji luôn ạ. À. Tay cầm gỗ bằng nha. Còn dàn phôi là phôi phôi fib. Cây này chiều dài là 3 mét, độ cứng khoảng là 50-80 nha. Về câu đơn ngâm lăng xê, đánh sông đánh hồ thoải mái. Có thể mang đi câu biển được. Càng này 3 khúc 3 mét. Chiều dài 3 mét. Độ mới cao nha. Rồi. Ngọn cần là 3.4 ly, trọng lượng là 457g. Càng này em bán với giá là 350k. Càng đẹp nha. Đẹp hết, nguyên vẹn. Cái này mã 22, 350. Sang 23 gửi đến cánh một cây cần câu lua. Lua Yamaga nha. Cái này thì em có về cái cây bạn này thì nó cuốn chỉ xanh các anh, đẹp lắm. Nè, cái bát đẹp luôn nè các anh. Phủ carbon ở đây nè, à, bao phủ carbon luôn. Cái cần này dài 2m7, độ cứng MH. Tại mồi 30-60g mồi. Dây BE dùng số 1-3, Yamaga. Xịn luôn các anh. Khoen Fuji Sixth Gold nha. Khoen lâu lại. Hơi bụi. Đó. Lấy tay lâu cái là sáng liền. Đặc biệt cái khoen đề ba của nó là như vậy các anh. Khoen đề ba ba chân như vậy nè. Thấy chưa? Đó chưa? Đấy. Rồi, phôi sóng ít nha. Cái căn này ngọn là 2 ly, trọng lượng 173g thôi các anh. Nhẹ, 2m7, trọng lượng quá nhẹ. Và độ cứng cao nha. Độ cứng cao có thể đánh nhái thật đi câu được luôn. Đánh lưu lóc, lưu chẹm, lưu vượt măng hoặc là đi lưu gần. Căn này em bán giá là 1.550k. Mã số 23, 1.550. Sang 24 gửi đến các anh một cây cần 3 khúc ạ. Cho các anh đánh lăn xê nè. Đánh ngâm nè. Đánh biển và bạc bại biển và câu lục nha. Câu lục thì các anh câu lục đầu cần giúp em. Bởi vì những cây này là không có phải độ cứng cao hơn câu xa bờ. Cây này thì đây. Một cây chết sport của thương hiệu Daiwa. Daiwa nè. Chiều dài 4m, độ cứng 25. Phôi carbon xoắn ít 2 da. Nè, đế còn ngon lành luôn. Không đổi lầm luôn nha. Đó, khoen của cần là khoen Fuji. Còn đây cái bám mạng trắng thì em lau ra được. Em sẽ lau lại sau cho các anh. Nè, cross carbon nè. Của thương hiệu Daiwa. Cái này thì hàng made in Taiwan nha các anh. Made in Taiwan xuất nhập. Tem vàng đây. Đi kèm túi vải luôn. Bát gặp Fuji. Hàng tốt nha. Hàng này là còn đẹp. Độ mới cao. Đầu bu của nó. Cái người dùng họ làm gì nè các anh. Các anh không thích các anh cạo ra được nha. Em lấy cái ngón tay em cạo cái này là mới bung một ít ở đây nè. Cạo ra được thoải mái. Vẫn còn zin đét nha. Zin đét nha. Hàng mà lỗi thì em đền cho các anh được luôn. Rồi. Cái này thì đường kính ngọn là 2.7. Còn trọng lượng là 373g. Phôi carbon xoắn ít 2 da. 3 khúc. Chiều dài 4m, cứng 25. Cái này nó cứng gọi là cứng bao nhiêu nhỉ? Nó ghi ở đây CX các anh. Đọc lạ ở đây ha. Thì cái này cứng EBIT các anh. Cứng EBIT. Cho em mã 24 giá là 2.650. 24 nha. 2.650.000. Rồi sang 25. 25. Cái cần này là một cây 3 khúc dây trong. Có đi kèm túi vải luôn. Chiều dài 4m05, độ cứng 33. Một cây Daiwa Capo Whisker Power Mesh. Một cây dây trong nha các anh nha. Luồn dây trong giúp em. Sứ của nó là sứ xích. Đấy, có tem vàng đầy đủ luôn. Bạn này sản xuất là tại Made in Taiwan nha các anh. Hàng còn rất là đẹp nha các anh. Phôi của nó là phôi carbon xoắn ít đó. Các anh xem này, nó nồi nồi nè. Nồi nồi đây nè. Đó. Bởi vì nó sơn, nó che lại hết rồi. Nó xoắn ít là nó xoắn ít nội luôn á. Nó là carbon whisker.
Và ngoại hình ở đây nó có sức là nhẹ đây thôi, còn tất cả là hoàn toàn rất là đẹp, không tì vết bên trên. Em soi xa ra, bởi vì soi gần nó chói cả, nhiều khi nó chói. Nè, đóng chống nổ hết. Độ cứng cao luôn, cứng 33 PX nha các anh. Các anh có thể về lên khoen, tùy các anh. Đây là dây trong. Đó. Rồi, cái này thì đâu rồi? Ngọn to lắm các anh, ngọn cái này nó trên 3 ly lận nha. Anh nào muốn thông số thì cứ gọi em, alo em báo thông số cho. Cái này em bán giá cho mình là... Cái căn này giá 4.6 triệu nha các anh. Mã số 25, 4.600.000. Đó, 4m05, cứng 33 PX. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình giúp em. Số của em là 0357 76692 nha. Em chúc anh đi cầu may mắn ạ. Và xin chào tạm biệt.